Ok, chào các bạn, mình là cô, nên mình sẽ ứng dụng các bạn cái là liên cây. Liên cây thì nó là cái liên cây của mình, cho nên là mình không biết là nó phù hợp với các bạn hay không. Nhưng mà thấy khó dễ quá thì bạn có thể comment góp ý, mình sẽ rút kinh nghiệm vào những cái video lần sau. Liên cây mình định hướng dẫn nó sẽ có dạng như thế này. Đó. Đó, thì liên cây nó là một cái phần nhỏ của cái combo, phần nhỏ trong cái combo. Bạn kêu mình hướng dẫn combo thì mình không biết hướng dẫn như thế nào, tại vì combo của mình kiểu là random, kiểu ngẫu nhiên thôi. Dựa vào cái bốn thay mà mình tổng hợp được sau bao nhiêu năm tập luyện thì mình tổng hợp được, và khi mình rep video thì nó tự động nó tạo cái combo thôi, chứ mình cũng không có chuẩn bị trước gì. Mình hướng dẫn cho bạn mình không nhớ được. Liên thay bắt đầu bằng cái bát mà dòng bằng con cá như thế này, nó có tên đàng hoàng mà tại vì mình quên thôi chứ không phải là không có. Bình thường thì bát như thế này, nhưng mà cái bát này thì mình cần bằng bát qua con cái luôn, bát dòng bằng con cái luôn. Mình làm chậm lại nó sẽ như thế này, đó là bát qua và nó tới đây, nó lăn một cái con cái luôn và bạn chụp lại. Cái này thì bạn có thể hỏi những cái ông em, đừng hỏi mình quên rồi. Khi mà tới đây rồi thì các bạn cái Titanic reverse xuống, đồng thời cái tay của bạn cũng úp xuống theo luôn. Khi mà cái bút nó xuống tới đây, nó xuống gần gần tới hai ngón dưới đây rồi, thì bạn úp bút của bạn úp bằng tay bạn xuống như này đó, làm chậm lại đó, làm chậm lại nè. Sau bạn back qua tới đây, tới đây rồi thì bạn cái Titanic xuống tới đây và úp bàn tay xuống đó. Làm sao mà khi mà các bạn xuống tới đây thì nó cái bàn tay các bạn phải úp xuống, chứ mà để ngửa 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 lên còn ngửa là coi như bạn thất bại hoàn toàn. Nó úp xuống như này và bạn cứ Titanic lên thôi đó, back qua Titanic xuống và Titanic lên đó như này, rất là đơn giản luôn. Cái này mà bạn kêu khó mình cũng biết nói sao, nhưng mà đối với mấy bạn mà chơi 1 2 tháng hay 3 tháng thì phải khó thiệt đó. Thì sau khi mà bạn làm được cái này rồi thì các bạn có thể ghép thêm nhiều trick vào, ví dụ như là around hoặc là finger fast gì đó, để mà làm được một cái combo hoàn chỉnh luôn. Giờ đây mình ví dụ cho bạn xem đó, ghép tiếp vào đó những này chẳng hạn. Thì cái đây là cái video hướng dẫn liên khay đầu tiên của mình, cho nên là mình cũng không biết là hướng dẫn này các bạn có hiểu hay không nữa. Thì nếu mà không hiểu bạn có thể comment góp ý, bạn không hài lòng bạn có thể comment góp ý, mình nhớ like ủng hộ là được rồi. Bạn thì chắc sẽ góp ý dụ mà mình nó hay nói xàm trên video, nên là mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn bạn đã xem video của mình.